Xin chào tất cả các anh chị và ngày hôm nay Sơn sẽ kể với các anh chị một cái câu chuyện mà giúp cho bản thân mình học được rất là nhiều bài học và bản thân của mình thay đổi cái tư duy suy nghĩ của mình như là về cái tương lai của mình, và hiện tại thì đã giúp cho mình thay đổi được một phần nào đó. Và cái câu chuyện đó rất là ý nghĩa, và câu chuyện nó mang tựa đề đó là hai tảng đá. Thì có hai tảng đá, một ngày nó gọi là sinh ra bởi một cái quả đồi, nghĩa là sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm luôn. Đó là hai tảng đá lớn. Thì hai tảng đá này nó cũng ví như chúng ta nói hai số phận như nhau, đều cùng sinh ra cùng một thời điểm, cùng sinh ra cùng một cái địa điểm, và giống như chúng ta cùng nhau sinh ra ở đất nước Việt Nam của mình, nó cùng một môi trường giáo dục. Và hai tảng đá này thì nhìn nó rất là đẹp, nên khi mà hai tảng đá này lọt vào cái đôi mắt của những người gọi là thợ điêu khắc, thì người thợ điêu khắc nhìn vào cái hai hòn đá này, suy nghĩ là làm sao chế tác từ hai hòn đá này tạo ra một cái bức tranh, tạo ra một bức tượng để cho người đời người ta gọi là chiêm ngưỡng và thờ phụng. Thì cái người thợ điêu khắc cầm cái dùi, cái đục, tiến tới hai hòn đá, ngắm nghía, và ông hành trình bắt đầu đục đẽo. Thì ông cầm cái đục, ông đục vào hòn đá thứ nhất. Ông cứ đục, mỗi lần ông đục thì hòn đá nó kêu lên, than lên: ôi trời ơi, đau quá, trời ơi tại sao ông lại hành hạ tôi thế này, tại sao làm cho xương thịt của tôi lại gọi là vỡ vụn thế này, mà mỗi lần ông đục tôi, ông đéo tôi, ông cắt tôi cảm rất là đau đớn. Và cái hòn đá đầu tiên này gì ạ, cứ mỗi lần một thời điều khác đục cắt đẽo thì đều là van xin, xin ông hãy tha cho tôi, xin ông hãy gì ạ, hãy cứu lấy tôi, và đừng đục tôi nữa, đừng đéo tôi nữa, và đừng chạm khắc tôi nữa, tôi đau lắm, tôi xin ông. Và cái anh thợ điêu khắc này nghe được cái lời than như kêu của cái hòn đá đầu tiên này, ông cảm giác đó là không thể giúp cái hòn đá này được, nên là gì ạ, từ những cái lời kêu than đó, trách móc đó, và những người xin cầu xin đó, thì cái người thợ điêu khắc đã phải rời khỏi hòn đá thứ nhất, và ông lại cũng cầm cái dùi, cái đục đó sang hòn đá thứ hai. Và hòn đá thứ hai cũng được ông đục đéo như hòn đá đầu tiên, và mỗi lần ông đục đéo thế này là cứ một mảng thịt, một mảng đá ông cắt kéo, tất cả mọi thứ đều rơi rụng ra. Thì hòn đá thứ hai cũng cảm nhận được cái nỗi đau đó, cũng cảm nhận được gì ạ, xương thịt của mình, máu của mình, tất cả của mình đã được ông gọi là đục đéo cảm giác đau thế. Nhưng có một cái sự thật đó là gì, hòn đá thứ hai không kêu không than gì cả, vì hòn đá thứ hai biết một điều rằng đấy ạ, cái người điêu khắc này đang làm gì cho bản thân của mình tốt lên, nên là gì ạ, hòn đá thứ hai cứ cam chịu và chấp nhận, và sao ạ, gì ạ, đồng cam cộng khổ, cứ để làm sao thợ điêu khắc này đục đéo thân thể của mình. Và sau một quãng thời gian, sau một quãng thời gian dài, và thợ điêu khắc đá làm ra một bức tượng rất là đẹp, đó là một bức tượng Quan Âm, nhìn rất đẹp, nhìn rất là hiền từ, nhìn rất là gì ạ, thánh mẫu. Và cái hòn đá này và cái bức tượng này rất là đẹp, và cái người thợ điêu khắc nhìn cái bức tượng quá đẹp, quá tuyệt vời như thế, thì bây giờ ngồi nghĩ làm nào, lấy cái gì để kê cái bức tượng này lên. Thì cái người thợ điêu khắc nhìn vào cái hòn đá thứ nhất, cái hòn đá thứ nhất còn nhìn rất là thô đó, thì cái người thợ điêu khắc lập tức là gì ạ, cắt vuông đấy, xong là gì ạ, nắn nót một chút, đưa cái hòn đá thứ nhất lên kệ và đặt cái hòn đá thứ hai lên trên. Từ đó về sau, khi cứ một người dân đi qua, cứ một người dân đi lại, và tất cả mọi người, người đều được thắp nén hương, người ta cầu phụng cúng, xong rồi người ta gọi là lễ, xong người ta chăm sóc, bảo vệ, che chở cho cái bức tượng thứ hai. Và có hai số phận hoàn toàn khác nhau. Số phận đầu tiên đó là một cái kệ luôn luôn gì ạ, để hòn đá thứ hai người ta nhấm đạp lên và người ta đứng lên đó để người ta tôn vinh. Cái hòn đá thứ hai là hòn đá được người khác trân trọng, tôn vinh. Và một ngày đẹp trời, tự nhiên mưa to bão táp, bão bùng kéo đến, trời mưa té tát. Và sự kiện, một sự thật xảy ra đó là gì ạ, mưa to, nước dội xuống, té tát xuống, đất đá dội hết thẳng vào mặt hòn đá thứ hai.
và hòn đá thứ hai nhìn hòn đá thứ nhất và trách: tại sao? Tại sao tôi với anh sinh ra đều cùng một ngày, cùng một giờ, cùng một thời điểm? Tại sao anh bây giờ được người ta tôn trọng, người ta thờ phụng, còn tôi thì bây giờ gọi là chấp nhận chịu khổ đứng dưới bạn, đứng dưới đôi chân của anh, và tôi bị nước mưa đất đá té tát vào mặt tôi, tại sao lại như thế? Hòn đá thứ hai nhìn xuống hòn đá thứ nhất và chỉ thẳng vào mặt hòn đá thứ nhất, nói rằng: anh đã có sự lựa chọn, đó là anh không dám bản thân của mình chịu đau, không dám bản thân của mình chịu khổ, nên cái người thợ điêu khắc cũng đã rời bỏ anh. Tôi biết tôi cũng đau như anh, nhưng tôi biết rằng đằng sau cái chịu khó, tại đằng sau cái sự điêu khắc đó đã giúp bản thân tôi thay đổi, và tôi tin chắc rằng cái bản thân tôi sẽ thay đổi, nên tôi chấp nhận, nên tôi gọi là chịu khó chịu đựng, và cuối cùng tôi có một cuộc đời khác anh. Anh ạ, nên cuộc sống để có thành công hay không, để có được tôn vinh hay không, anh phải dám chấp nhận, gọi là rèn giũa bản thân của mình, mặc dù nó rất là đau, để cuộc đời đổi mới. Nên anh hãy chấp nhận số phận của anh đi. Và thông qua câu chuyện này chúng ta thấy một điều là để thành công trong cuộc sống, để chúng ta bán hàng thật tốt, và để chúng ta có một cái sự thành công trong tương lai, hoặc để chúng ta bước lên một cái bậc vinh quang nào đó, việc đầu tiên của chúng ta phải biết chấp nhận và biết rèn giũa bản thân của mình tốt hơn, và rèn giũa bản thân của mình qua thời gian. Mặc dù thất bại nó rất là đau, mặc dù là gì ạ, sự sụp đổ nó rất là đau, thậm chí không ai bên mình nó rất là đau, nhưng từ những cái đó sẽ giúp bản thân của mình càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng vững cáp, và mọi người càng thành công. Đây là câu chuyện dành cho toàn thể các anh chị. Nếu mà các anh chị nghe thấy câu chuyện này hay và thấm, thì các anh chị hãy biến mình cuộc đời thành viên đá thứ hai, là mình phải chấp nhận rèn giũa bản thân của mình, phải gọt giũa bản thân những cái phần thừa của bản thân mình đi, và chúng ta bù đắp lại những cái phần thiếu, để giúp cho bản thân của mình có một hình ảnh, có cuộc đời nó tốt hơn trong tương lai, thông qua cái việc kinh doanh của mình, thông qua cái công việc của mình. Thì đấy là cách rèn luyện tốt nhất để chúng ta thay đổi cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta đừng bao giờ gọi là khóc than, cầu xin than vãn, thì cuộc đời chúng ta cũng giống như cái hòn đá đầu tiên. Và chúng ta hãy tư duy tốt hơn, và hãy chịu khó hơn, và chấp nhận để bản thân mình đau, để mình trở thành viên đá thứ hai, sẽ giúp cuộc đời sang một trang mới. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái câu chuyện này, và câu chuyện này sẽ giúp cho các anh chị thay đổi cái cách nghĩ của mình, để làm gì để chúng ta thay đổi tương lai. Hãy học tập và rèn luyện bản thân mình tốt hơn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.